Vĩnh viễn không thất hoại, Ngài triệt để giác ngộ, lý giải, minh bạch. Căn lành của Ngài ngày càng tăng trưởng, thoát khỏi ô nhiễm ác trược của thế gian, dứt trừ tất cả nghi hoặc quá khứ. Minh bạch những gì phải dứt trừ, những gì phải nhiếp thọ. Viên mãn đầy đủ trong tâm sung mãn hoan hỷ vô hạn. Mười phương chư Phật đều đích thân hộ niệm vị Bồ Tát này, chí nguyện vô lượng đều thành tựu vui mừng ở trong tự tánh, đó là bổn tâm giới mãn túc quả.